rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Anh nói gì? Anh Sáu là con ruột của Hai Đá, tên đại ca giang hồ mà bắt cóc Dưỡng Ba đó hả? Anh chỉ tiếc là anh Sáu đã mất do bị thương quá nặng, cho nên tụi anh không thể điều tra thêm được gì nữa. Lúc nãy em coi tivi, nghe nói anh Sáu cùng nghi phạm bỏ trốn, bởi vậy hung thủ mới không giết được Hai Đá. Nếu là như vậy thì anh không thể nghi ngờ anh Bình được, tại vì khi xảy ra sự việc anh Bình vẫn đi làm bình thường mà. Anh không hề nghi ngờ hay là kết tội gì đó, anh chỉ nói là nó đang giữ một bí mật nào đó mà nó không cho anh biết. Tại sao lại là hoa hồng vàng? Tại sao nó không muốn cho anh biết về bí mật đó của nó? Lỡ anh Bình có lý do gì đó khó nói thì sao? Anh cũng không hiểu. Đã là người cùng một nhà, có gì cùng nhau chia sẻ, cớ gì nó phải giữ bí mật đó chứ? Còn em đó, đừng có gần gũi với nó nhiều quá. Anh không muốn sau này em phải khổ nếu như mọi chuyện chưa sáng tỏ. Anh yên tâm đi, nhưng mà em tin anh ấy là người vô tội. Em với anh Bình không còn liên hệ gì với nhau nữa đâu. Từ nay á, chuyện của anh Bình em không quan tâm nữa. Hai đứa cãi nhau à? Yêu thương nhau á thì phải chia sẻ, như vậy giúp cho nhau được rất là nhiều. Nhưng mà em thấy anh Bình không có muốn vậy. Thật sự em cũng không biết anh Bình cần cái gì nữa, nên thôi em rút lui. Em ước gì mình được trở lại như hồi xưa, thời mình còn con nít ngây thơ, cái gì cũng chia sẻ với nhau hết. Không như bây giờ, khi mà lớn rồi ai cũng có bí mật riêng. Giá mà được như vậy, anh cũng ước những người tốt như anh sống sẽ không phải chết. Thôi anh lên thay đồ rồi đi qua gặp Niên. Bây giờ chắc cô ấy chưa biết chuyện này, anh phải tới báo cho cô ấy biết. Liên, em nghe Bân nói anh Sáu rất là yêu quý chị Liên. Chủ nhà nghỉ ngơi đi. Yên tâm, mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà. Những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Mật Mã Hoa Hồng Vàng 20 giờ các buổi tối từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem đầy đủ các tập đã phát sóng qua ứng dụng THVNI tại địa chỉ www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNI trên Google Play hoặc App Store.